Em Tịnh xin chào bác. Hôm nay thì em đang làm led nội thất V3 cho một chiếc Hyundai Santa Fe các bạn. Và bác cho xem đây lựa chọn gói V3 của Venus các nhá. Đây là một bộ gói led nội thất rất là cao cấp. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác clip chi tiết và em sẽ lên led nội thất cho chiếc Hyundai Santa Fe này các bạn. Với cái bộ led nội thất V3 này và 18 chi tiết thì chúng ta sẽ có 3 chi tiết ở kính cửa tắp ly các nhá. Và các chi tiết đó thì nó sẽ kết nối vào trong cái hộp như này. Nó sẽ có 3 cái cổng và một cái cổng nguồn nữa các nhá. Đây, cái chi tiết thứ nhất là chúng ta sẽ có chi tiết ở phần hộp cửa này, chỗ tay giật này, chỗ hộp để đồ này và một cái đường lai đây. Đường lai của chiếc Santa Fe này thì chúng ta sẽ lắp đặt nó theo cái đường cong này nhá, để tạo cái sự mềm mại và tạo cái sự đẹp mắt hơn các bạn. Bình thường thì chúng ta sẽ cũng có thể lắp ở trên này các nhá, lắp một đường lai đây cũng khá là ok thôi. Tuy nhiên thì với cái đường line mà chạy theo cái đường lượn này thì nó sẽ đẹp hơn đấy các bạn. Đối với cái phần tắp ly thì chúng ta sẽ đấu điện vào trong cái phần rắc của xe đấy các bạn nhé. Cái rắc này thì bọn em sẽ phải hàn lại các thứ cẩn thận đàng hoàng, sau đó thì chúng ta mới có thể đấu vào được. Sau đó là cắm rắc thôi. Tất cả các cái rắc còn lại chúng ta sẽ đấu nối qua cái hộp tổng vừa nãy các bạn nhé. Thì nó sẽ phát sóng ra, cũng không phải dây dợ gì quá nhiều đâu các bạn. Đối với bộ led V3 này thì chúng ta sẽ có một cái hộp tổng các nhá, một hộp tổng. Đây là hộp tổng đây. Hộp tổng này thì nó sẽ phát ra tín hiệu và sau đó sẽ điều khiển tất cả các bốn cái cánh cửa còn lại để nháy theo cái chi tiết ở trong xe này các bạn, để nó tạo cái sự đồng nhất. Thì hộp tổng này của chúng ta nó sẽ điều khiển luôn cả cái bộ phận led gầm ghế nữa. Cũng khá là đơn giản thôi. Cái bộ này thì của nó có tổng là 5 cái hộp, một hộp tổng và khiển thêm 4 hộp còn nữa các bạn ạ. Và các bạn ơi, như vậy là sau khoảng tầm 3 tiếng thi công thì các bạn đã hoàn thiện xong cái bộ led nội thất V3 Venus cho chiếc Hyundai Santa Fe này rồi các bạn. Đây toàn bộ các cái chi tiết của cái Santa Fe này đây các nhá, chi tiết từ kính cửa này, tắp ly, tắp lô các thứ đầy đủ hết rồi các bạn. Thì với chiếc Santa Fe này thì khi mà hoàn thiện xong thì cái cảm quan của em đánh giá thì nó rất là đẹp các bạn. Cái chi tiết này nhìn như zin luôn các nhá. Đây nó đi vào trong những cái đường lượn của cái phần tắp ly đây, rất là đẹp các bạn. Chúng ta sẽ cho một phần từ đây kéo lên hết các nhá. Còn cái phần tay giật thì nó sẽ có chi tiết đây là sáng này, và dưới hộc để đồ tương tự cũng có chi tiết đó luôn. Đây hát sáng này khá là ok đấy các bạn. Ở bên phía bên trong thì chúng ta cũng tương tự nhá, trên phần tắp lô chúng ta cũng sẽ có các chi tiết ở trên tắp lô này và dưới cầm ghế, 18 chi tiết rồi các bạn. Cái bộ Venus V3 này thì thực sự nó nháy rất là đẹp các bạn, nháy cực kỳ chuẩn luôn. Những cái đường lượn của nó, đặc biệt có cả chế độ thác đổ này, rất là đẹp. Ở bên trong đây các nhá, cầm ghế phía trước phía sau đầy đủ hết. Để mà điều khiển bộ led này chúng ta sẽ có hai phương án. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng một cái nút cứng ở đây các bạn, cái nút cứng ở đây, và chúng ta sẽ bấm vào chuyển chế độ, bấm vào cái thanh led này chuyển chế độ đây các nhá. Và một phương án nữa đó chúng ta sẽ kết nối bằng app ở trên điện thoại. Nếu như xe của các bác mà có cái màn hình Android rồi thì mình cũng có thể tải phần mềm lên cái màn hình đó và thao tác trực tiếp trên màn hình được không nhá. Nó khá là đơn giản thôi. Một cái phương án để chúng ta kết nối nữa đó chính là tải app trực tiếp ở trên điện thoại nhá. Đây chúng ta sẽ kết nối bằng một app như này và chúng ta sẽ đổi trực tiếp các cái chế độ chuyển ở trên điện thoại luôn. Rất là tiện. Cái app này thì khi mà các bác lắp đặt bộ này thì bọn em sẽ tải trực tiếp ở trên cái phần mềm App Store hoặc là CS Play cho các bác. Cũng đơn giản thôi. Cái này thì kết nối qua một cái sóng Bluetooth các bạn. Có khá là nhiều các chế độ khác nhau, rất là nhiều. Cái này thì có lẽ là các bác tìm hiểu một tí là sẽ ra thôi các bạn. Rất là đơn giản. Cái chế độ nữa đó chính là chế độ Micro đấy các bác nhé. Tức là chế độ cảm âm nhảy theo nhạc đấy. Thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn khi chuyển sang chế độ này. Thì chúng ta sẽ có cái Micro này, thì thứ nhất là phone mic này, nên sử dụng cái cảm âm ở trên cái mic của cái điện thoại này. Và cái chế độ thứ hai đó chính là chế độ cảm âm sử dụng cái mic ở trên cái bộ hộp tổng của chiếc bộ led nội thất này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm thời là phone mic này. Thì bây giờ em nói cái gì led cũng đang nháy theo được các bạn ạ. Được cái bộ V3 Venus này thì nó nháy cực chuẩn luôn nhá. Chúng ta mở nhạc nó sẽ nháy theo luôn. Đây ví dụ em sẽ mở nhạc cho các bác này. Mở một cái nhạc remix chẳng hạn, remix đi. Việt mic ở đây kiếp má hồng này, nhảy theo nhạc luôn rồi nhá, rất là tiện. À.
chờ một xíu các bạn, đang quảng cáo. Đây, nhảy theo nhạc được các bạn. Cái này chuyển được cả chế độ nữa. Đương nhiên là cái chế độ nhảy theo nhạc này thì nó có cả chế độ đa sắc nữa. Nó sẽ hiển thị ở trên cái app và các bác có thể cài đặt được luôn. Thì trên đây là clip Kiệt Hàm chia sẻ nhanh về cái bộ LED Note V, Note V3 cho lắp đặt cho Santa Fe. Thì nếu có nhu cầu lắp đặt cũng như cần tư vấn gì thì em xin mời các bác liên hệ qua số hotline của em các bác nhé. Thì video em cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Em xin cảm ơn các bác ạ.